Trân trọng kính chào khán giả của TV. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày thứ Tư, 27 tháng 7 năm 2022. Thưa quý vị, một nữ Việt kiều ở Mỹ sau 17 năm xuất cảnh sang Mỹ, sống ở thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, vừa về Việt Nam và đã bị bắt vì một cái tội gọi là lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà bà bị truy nã 17 năm trước. Đó là bà Hà Thị Hạnh, năm nay 53 tuổi, quê ở quận Thạnh Khê, thành phố Đà Nẵng. Theo báo Dinh hôm 27 tháng 7 dẫn hồ sơ của công an cho hay gần 20 năm trước, bà Hạnh vào xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận sinh sống. Năm 2005, bà Hạnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 362 triệu đồng, theo tỷ giá hiện tại là 15.483 đô la của người khác rồi bỏ trốn. Đến hôm 20 tháng 11 2005, Công an huyện Bắc Bình ra quyết định truy nã loại nguy hiểm đối với bà Hạnh. Tuy nhiên, thời điểm đó bà đã xuất cảnh và sau đó được xác định cư trú tại thành phố Philadelphia, nhưng không rõ bà có quốc tịch Mỹ hay chưa. Hôm 13 tháng 7, bà Hạnh nhập cảnh về Đà Nẵng và bị công an bắt giữ hôm 25 tháng 7. Tại đồn công an, bà Hạnh được cho là thừa nhận hành vi phạm pháp của mình. Trước bà Hạnh thì báo chí Việt Nam cũng từng ghi nhận nhiều tội phạm bị công an truy nã nhưng đã cao chạy xa bay sang Mỹ. Ví dụ như ông Phạm Văn Sáng, cựu giám đốc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai. Theo báo Tiền Phong, hồi tháng 7 năm ngoái, ông Sáng bị cáo buộc vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hiệu quả nghiêm trọng, gây thất thoát ngân sách nhà nước khoảng 1,1 triệu đô la. Nhưng hồi tháng Giêng 2021, công an ra quyết định khởi tố và ra lệnh bắt giam ông, nhưng phát hiện ông này không có mặt ở địa phương và ban hành lệnh truy nã. Thì sau đó người ta phát hiện là ông sống tại California và cung cấp hình ảnh ông sở hữu chiếc xe Tesla Model X75D cùng với Facebook có tên là Brian Lâm. Sáng ngày hôm nay, trong quan hệ Mỹ-Nga có một cái biến chuyển lạ lùng, đó là trong một hành động phải nói là hiếm hoi, Mỹ đã đưa ra yêu cầu trao đổi tù nhân đây là trong ngoặc kép, giữa hai người Mỹ để đổi lấy một người Nga. Chúng ta cũng biết là trong thời gian qua, một người Mỹ mà đang bị bắt bên Nga nổi tiếng nhất đó là cô Britney Griner, ngôi sao bóng rổ của Mỹ. Cô này bị bắt ở tại Moscow vì cái tội mang theo cần sa. Và người thứ hai nữa có tên là Paul Whelan. Và theo ông Anthony Blinken, Ngoại trưởng Mỹ nói sáng ngày hôm nay, thì Mỹ đã đề nghị bên Nga trao đổi với Mỹ, tức là Mỹ thả hai người này ra. Sau đó thì bên Mỹ sẽ thả một người khác. Đó. Và cái người này thì thưa quý vị, theo như bên báo chí cho biết, cái người này là cái ông gọi là Victor Bout. Ông này là bị phạm tội là buôn bán vũ khí bất hợp pháp. Đó. Thì hiện nay ông này đang bị giam giữ tại Mỹ. Và nếu ông này được thả ra thì thưa quý vị, bên Nga sẽ thả hai người này ra, của hai người của Mỹ. Thì đó là cái đề nghị của Mỹ. Thì chưa biết bên Nga có chịu hay không, chưa biết. Nhưng mà cái trường hợp cô Griner là một cái trường hợp phải nói gây khó khăn cho chính phủ Mỹ trong những ngày qua. Và đích thân cô, bản thân cô thì cô cũng đã viết thư riêng cho Tổng thống Joe Biden, yêu cầu Tổng thống can thiệp. Và cái này nó phức tạp hơn nữa là bởi vì Mỹ và Nga đang có quan hệ rất xấu sau khi mà Nga xâm lăng Ukraine và Mỹ đã vận động các nước phương Tây cấm vận Nga. Sáng ngày hôm nay, Ngân hàng Liên bang của Mỹ đã tăng phân lời 0.75% nhằm coi như là giảm bớt cái lạm phát đang rất cao, hiện nay là 9.1%, cao nhất trong 41 năm qua. Nhiều người cũng lo ngại là khi ông Jeremy Powell, trên màn hình quý vị là chủ tịch Fed, tăng cái này thì có thể làm giảm phát triển kinh tế, và nhiều người lo ngại là sẽ có suy thoái trong những ngày tới. Nhưng trong cuộc họp báo sáng nay thì ông có cho biết là ông chưa thấy suy thoái ở mức độ nguy hiểm. Thành ra mục tiêu đầu tiên của Fed là bây giờ làm sao giảm lạm phát. Thì chúng ta cũng biết là khi mà tăng phân lời thì có nghĩa là gây khó khăn hoặc là làm cho nhiều người muốn vay tiền để kinh doanh thì họ sẽ ngại ngùng, bởi vì phân lời cao quá, ví dụ mà thấp á, thì họ sẽ vay tiền, họ kinh doanh sẽ làm phát triển kinh tế. Và khi họ có cái tiền nó họ tung ra họ kinh doanh, tạo công an việc làm. Còn bây giờ mà phân lời cao quá thì họ không dám vay. Đó, bởi vì vay mà phân lời cao quá, làm ăn không đủ tiền trả tiền lời cho nên người ta ngại ngùng sẽ không dám vay nhiều. Thì như vậy nó sẽ không có tiền, đồng tiền nó không đổ ra thị trường nhiều, nó làm giảm lạm phát. Thì bởi vì hiện nay lạm phát có nghĩa là gì? Tiền nhiều hơn hàng hóa ít, tiền nhiều. đâm ra là bà con có nhiều tiền, bà con đổ xô nhau đi giành cái hàng hiếm hoi thì đương nhiên cái giá đẩy lên. Đó. Cũng cái đồng hồ này thay vì có $100 bây giờ là 109 cent. Đó, đại khái đã tăng thêm 9.1%. Rồi thưa quý vị, liên quan đến cái chuyện mà ngày 6 tháng Giêng có cuộc bạo động 6 tháng Giêng 2021 mà ở tại Quốc hội, chắc quý còn nhớ, mà hiện nay Quốc hội đang điều tra, trong đó là bây giờ có đến hơn 850 người bị truy tố, 140 người bị thương và 9 người bị chết. Thì câu hỏi đặt ra là tại sao hồi đó quân đội hoặc là ông Trump không ra lệnh huy động quân đội đến để ngăn chặn vụ này? Thì trước đây chúng ta thường nghe nói là một số người bảo là ông Trump cũng có bảo là huy động 10.000 binh sĩ, nhưng bà Nancy Pelosi bà không chịu. Chúng ta nghe chúng ta tưởng là như vậy, và thực ra bà Nancy Pelosi bà chả có quyền với quân đội, bà không phải tổng lĩnh quân đội, tổng lĩnh quân đội là ông Trump. Thì ông Trump có nói hay không? Chúng ta biết nhiều tin tức cho biết là ông Trump có nói cái điều này với ông Christopher Miller, lúc đó là quyền Bộ trưởng Quốc phòng. Đó. Thì ông Miller ngày hôm qua ông trả lời rằng là không có một lệnh nào chính thức, tức là nói thì là có nói, có đề cập, nhưng mà để huy động 10.000 binh sĩ thì nó phải có một cái văn bản của Tổng tư lệnh quân đội đưa cho ông trong vai trò quyền Bộ trưởng Quốc phòng, và phải lên kế hoạch chuyển 10.000 quân này vào thủ đô như thế nào, trong tình huống như nào. Thành ra ông Miller ông bảo là về mặt chính thức là tôi chưa bao giờ được hướng dẫn hoặc được ra lệnh hoặc biết bất kỳ kế hoạch nào trong cái chuyện mà điều 10.000 quân ra để ngăn chặn tình trạng bạo động tại Quốc hội vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Nhưng mà ông cũng nói mà đương nhiên chúng tôi cũng có kế hoạch để mà ngăn chặn nếu trong trường hợp mà xảy ra chuyện gì, bởi vì quân đội là luôn luôn trong tư thế sẵn sàng. Nhưng mà nói để mà có cái lệnh đó hoặc là có kế hoạch đó, điều 10.000 quân thì là không có. Đó là điều ông Miller nói trong cái buổi điều trần của Ủy ban 6 tháng Giêng, và ngày hôm qua họ đã tung cái video này ra. Sáng ngày hôm nay, bản tin của AP cho biết ở thành phố Munich ở Indiana xảy ra câu chuyện rất thương tâm. Một bé trai 6 tuổi cầm súng bắn chết đứa em gái 5 tuổi của mình ở trong ngôi nhà ở thành phố Munich tiểu bang Indiana. Và bây giờ cha mẹ của hai em này đã bị bắt. Đầu tiên khi mà nhân viên cứu hỏa chạy tới, sau khi họ nghe tiếng súng, mọi người báo thì thấy em bé 5 tuổi bị thương trong đầu, là chuyện vào ngày hôm qua. Rồi sau đó là họ đưa vào bệnh viện thì em bé này đã chết ở trong đó. Ở thành phố Muncie nằm cách thủ phủ Indianapolis khoảng 100 km về phía đông bắc. Thì đại diện cảnh sát nói rằng là cái người bắn là em bé trai 6 tuổi. Đó. Thì em đã lấy một trong hai cái khẩu súng đã có để đạn sẵn ở trong cái tủ của cha mẹ mình và bắn. Thì thưa quý vị, hai cái người này, bố mẹ của em bé này là ông Grayson, Jacob Grayson 28 tuổi và bà vợ là Kimberly Grayson 27 tuổi đã bị bắt, và vì cái tội là coi như là không chăm sóc, tức là để bỏ mặc trẻ em trong cái chuyện mà để gần súng. Đó. Thành ra hai người này đang bị truy tố 3 cái tội tất cả, và họ đang bị nhốt để chờ điều tra thêm. Và những cây súng này bây giờ đã bị tịch thu. Đó. Cũng liên quan đến vụ 6 tháng Giêng 2021 mà tấn công vào Quốc hội Hoa Kỳ, thì chắc quý còn nhớ trong cái buổi điều trần cách đây độ chừng không tuần lễ, các vị dân biểu trong Ủy ban 6 tháng Giêng đã cho coi một đoạn video vào ngày 6 tháng Giêng 2021 khi mà đám đông tấn công vào tòa nhà Quốc hội. Thì thượng nghị sĩ Josh Hawley của Đảng Cộng Hòa tiểu bang Missouri bỏ chạy, nhưng mà sau đó bước ra ngoài ông gặp đám đông rồi giơ cái nắm đấm lên, ra khẽ ủng hộ anh ngon lắm. Thì cái hình ảnh này nó cho thấy là ông này cũng hai mặt, một mặt thì rất là nhát gan, một mặt thì là ra vẻ như là ngon cơm lắm. Ở trên màn hình quý vị thấy đó là Josh Hawley. Thì chuyện này ngày hôm nay bị một ông thượng nghị sĩ cũng của Đảng Cộng Hòa, đó là Mitch Romney của tiểu bang Utah, ông này từng ứng cử tổng thống trước đây, thì ông nói rằng là cái hình ảnh này nó cho thấy là tệ hại của một thượng nghị sĩ Mỹ. Và ông nói là quý vị biết không, tôi chưa có nghe ông Hoa Kỳ, một đồng viện của tôi, giải thích chuyện này như thế nào, nhưng rõ ràng cái hình ảnh này không phải là hình ảnh tuyệt đẹp mà người ta thấy. Đó. Thì thưa quý vị, riêng ông Romney cũng đã chỉ trích những cái người mà nói là cuộc bầu cử 2020 là gian lận. Ông không đồng ý với cái điều đó. Và ông đã từng kêu gọi các đồng viện trong Đảng Cộng Hòa của ông là đừng có phản đối kết quả này, đặc biệt của hai tiểu bang Pennsylvania và Arizona. Nhưng mà ông Hoa Kỳ là các ông lại phản đối cái kết quả của hai tiểu bang này. Và chính ông đã đứng lên và bắt buộc có một cuộc bỏ phiếu, thì đương nhiên sau đó ông cũng thua thôi. Nhưng mà ông nói rằng là ông không tin vào kết quả bầu cử, ông không tin là ông Biden thắng. Và khi vừa hỏi chuyện này thì ông Hawley ông bảo là tôi chả thấy tiếc gì đó, tôi chả cảm thấy tiếc gì về cái chuyện đó, tôi thấy sao tôi làm vậy đó ông ạ. Ông không ngờ là, ông bảo là cái ủy ban 6 tháng giêng là chơi tôi, đi chiếu cái đoạn mà tôi bỏ chạy. Nhưng mà ông bảo thôi giờ lỡ rồi nói gì nữa, không thấy tiếc và không thấy tiếc. Thế cũng hơi quê là bởi bỏ chạy xong rồi ra như nắm đấm lên ngon lắm. Đó là cái cách mà ông Josh Hawley có thể là một ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa trong năm 2024. Ngày hôm nay thì thưa các vị, Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua cái dự luật trị giá 280 tỷ đô la để tài trợ cho cái chương trình mà sản xuất chất bán dẫn ở tại Mỹ, để tránh cái tình trạng mà lệ thuộc vào Trung Quốc. Thượng viện bỏ phiếu 64 phiếu thuận, 33 phiếu chống. Và dự luật này sẽ được đưa qua bên Hạ viện để xem xét. Ban đầu thì dự luật này sẽ chi ra trước là 52 tỷ đô la. Có hai vấn đề ở đây là họ sẽ giúp xây dựng các nhà máy sản xuất chất bán dẫn. Thứ hai là họ sẽ tài trợ cái vấn đề mà lao động đắt đỏ tại Mỹ. Quý vị biết một trong lý do mà chất bán dẫn ở Mỹ người ta không làm ở Mỹ, người ta đem qua Trung Quốc người ta làm là bởi vì giá lao động cao quá. Họ đem qua bên Trung Quốc làm giá nó rẻ hơn. Nhưng mà cái đợt Covid-19 vừa rồi nó cho thấy là Mỹ bị động là bởi tất cả gần như là tất cả con chip ấy, cái chất bán dẫn đều sản xuất ở Trung Quốc mà kẹt đường không qua được là Mỹ bị động. Đó, thành ra bây giờ họ không muốn sản xuất ở Trung Quốc đâu, sản xuất tại Mỹ thì đắt hơn vì chính phủ chi tiền. Bởi vì bên phía quốc phòng cho rằng đây là vấn đề an ninh quốc gia, bởi vì những cái chất bán dẫn bây giờ đều có trong những cái vũ khí mà Mỹ sản xuất. Đó. Giống như xe hơi đó, chúng ta thấy nhiều cái xe hơi đó, sản xuất ra bán không được bởi vì nó không có cái con chip đó, không có chất bán dẫn đó, xe hơi nằm ụ chờ. Thì vũ khí cũng vậy. Nó sản xuất ra mà không có chất bán dẫn ở trong đó thì nó không sử dụng được. Đâm ra là ý nói là Bộ Phòng bảo là nếu vậy là khi mà bị tấn công thì vũ khí chúng ta có cả đống nhưng mà xài không được. Thì họ cho đây là vấn đề an ninh quốc gia. Cho nên họ đã thuyết phục được là 64 vị thượng nghị sĩ ủng hộ cái dự luật này. Đó là cái dự luật liên quan đến cái chất bán dẫn tại Mỹ. Sáng hôm nay một tòa án liên bang ở tại tiểu bang Minnesota cũng xử hai cựu cảnh sát viên của thành phố Minneapolis liên quan cho cái vụ mà ông George Floyd bị đè cái đầu gối lên cổ chết vào năm 2020. Chắc vị còn nhớ 4 cảnh sát viên. Thì hôm nay họ tuyên bố, một ông chánh án tuyên bố là hai cựu cảnh sát viên. Chánh án Paul Manusson tuyên án ông Alexander Quang bị 3 năm tù. Và ông Tao Thao bị 3 năm rưỡi tù vì đã vi phạm nhân quyền của ông George Floyd trong cái vụ mà ông bị chết vào ngày 25 tháng 5 năm 2020. Trong đó thì biết có cả ông Derek Chauvin là cái ông mà đè đầu gối xuống. Như vậy là cái bản án này nhẹ hơn bản án người ta đề nghị. Ngoài cái bản án những người này bị ở tiểu bang Minnesota, bây giờ họ bị thêm cái bản án của liên bang nữa. Thì lúc mà ông George Floyd bị tắt thở, bị khó thở đó, thì ông Quang lại đè trên cái lưng của ông George Floyd. Còn ông Tao Thao đó thì đứng nhìn coi như là không có đụng đậy gì cả. Còn một người thứ ba là ông Thomas Flynn thì là đè giữ cái chân của ông George Floyd. Còn ông Derek Chauvin thì đè cái đầu gối vào cổ ông George Floyd. Là 4 người này thì hôm nay họ xử thêm 2 người nữa. Và cuối cùng cũng liên quan đến vấn đề tội ác thì chúng ta nhớ ngày 4 tháng 7 lễ độc lập vừa qua, một nghi can đã bắn chết một số người trong lúc mà họ tham dự cái diễn hành độc lập ở tại thành phố Highland Park ở Illinois. Nghi can này tên là Robert Crimo III. Hôm nay đã bị coi như ông anh đã bắn chết 7 người. Và anh này bị đại bồi thẩm đoàn hôm nay đưa ra truy tố là 21 tội giết người, bởi vì ngoài 7 người bị chết ra còn có một số người bị thương nữa. 48 tội âm mưu giết người và 48 tội tấn công dữ dội, tổng cộng là 117 cái tội hình. Anh bị 117 cái tội hình. Đó là bị truy tố, còn ngày nào ra tòa và tuyên án bao nhiêu năm thì chúng ta còn chờ đợi. Như vậy là có 7 người chết và 30 người bị thương trong cái vụ mà anh này bắn vào ngày 4 tháng 7 ở thành phố Highland Park, tiểu bang Illinois. Và đó là những tin đáng chú ý trong chương trình Điểm tin trong ngày hôm nay gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ sau.